Danh tính nạn nhân vụ phát hiện thi thể cháy đen trong ô tô được xác định là Trung úy, sĩ quan, chuyên môn kỹ thuật DVT, sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Hiện Trung úy DVT đang là cán bộ lái xe, công tác tại đội tổng hợp công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trước đây, từng có thời gian làm lái xe cứu hỏa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 50, rạng sáng nay, ngày 6 tháng 1, khi đang di chuyển bằng xe ô tô con trên quốc lộ 39 đến đoạn qua thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, thì Trung úy T gặp nạn bất ngờ, khiến xe ô tô bị nổ rồi bốc cháy dữ dội. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà, Công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt để triển khai khám nghiệm hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình, tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc.